Hello, Long mến chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người buổi sáng. Hôm nay Long đi hái dâu tầm nè, hái dâu tầm dâu tây. Qua bên này nó chín đó, cái nhìn cái cây nó đỏ đỏ đỏ, đỏ lên nè. Mai mốt cái này mà chín gỗ chắc nhiều lắm luôn á. Nó cái này để nó chín mùi á, ăn nó ngọt lắm luôn nè. Cái trái mà nó chín đen, cái nó chín đỏ nè, chín đen là nó ngọt dữ lắm, ngọt luôn. Rồi, hôm nay Lon thu hoạch nhưng đây thôi, không có hái nhiều. Tại vì cái dâu này mình để càng chín càng mùi thì ăn nó càng ngọt. Cho nên là hái những cái trái nào mà nó chín hơi đen á. Còn đỏ đỏ thì chắc mai hái. Giờ hôm qua Lon hái cái cây cây này kêu bằng cây gì. Hôm bữa Lon nói Lon lấy cái tên đi kiếm tìm cái tên Lon cũng quên rồi. Nó mà đây nó chín rồi nè. Vàng rồi. Ủa. Mấy cái trái này nè. Hái được. Đây. Mấy cái trái này mình hái cho mình đem vô để một hai ngày cho cái mì đỏ nó hơi mềm mềm á. Thì mình lọc vỏ nó rất là dễ ha. Bây giờ nó còn tươi á, mình hái xuống mình lọc vỏ thì nó khó lắm luôn. Lọc lại gì này thì nó trắng đẹp lắm luôn. Với lại chim nó không có ăn. Xà lách này nó không có ướp quá, ăn được rồi. To chưa? Nó thì to luôn. Rồi nãy giờ Lon lên Lon đi tháo cái bầu lưới ra nè, rồi gao dưới trái cây dưới lầu nè, Lon hái Lon đem lên hồi quay cho mọi người xem. Đây là cái chỗ không gian mà Lon thư giãn nè, nó sáng chiều với những ngày nghỉ. Rồi hôm nay đem luôn cái võng nè đó. Rồi khi nào mà rảnh rảnh cái móc cái võng ra rồi nằm giống miền Tây không. Rồi giờ Lon bắt đầu đi hái dâu nha. Hôm nay Lon chuẩn bị cái gỗ to. Lon cảm nhận là hôm nay hái rất là nhiều luôn. Lon bỏ mấy cái miếng khăn giấy ở dưới cho nó mềm.
cho nó đừng có dập mấy trái dâu của mình, dâu bạch riết nè. Con cảm thấy là hôm nay là rất là nhiều trái, rất là nhiều trái để hái. Oh, dâu bạch riết này nó chín nó đổi sang màu hồng luôn. Thì hôm nay Lon hái cũng nhanh tay một chút xíu ha, chứ nhiều quá rồi Lon sợ hái hơi lâu quá. Đây, câu này là dâu con Mỹ Hương hay màu Mỹ Đá gì đây nè, thì Lon thường hay gọi nó là Mỹ Hương. Rồi, to chưa, đẹp quá không. Nay dâu Nhật hái nhiều lắm rồi, Lon bắt từ mấy bên đây. Đó, năm nay bạch tuyết của Lon trồng rất là nhiều rồi, cũng rất là đẹp nữa. Để tháo tháo chưa hết, bạch tuyết này nó chín mùi nè, đổi sang cái màu hồng luôn, nhìn đẹp quá. Lon đi nhờ con gái, bữa nay con gái không có đi học, giờ nó lên cầm gỗ giùm một chút, thì cầm về để nó hư hư mấy cái chậu dâu của Lon hết. Rồi, rồi nó lên rồi, em ấy lên rồi. Em hơi thay tua là thay ít chân lá cho nó ra da, cái da hoài tiêu ít cho phân sang bên nè. Wow, em sẽ bỏ vào này. Cho này chỉ cho hắn chiều lờ. Cái này trái nó chín nhiều nhưng mà trái nó hơi nhỏ hơn. Này ngọc trai, wow, yêu nhật nè, có chưa? Bên này là bạch tuyết nè, đó hái chín mùi như vậy nè, ăn rất là ngọt luôn. Ừ. Uyên trầm tiết hôm nay trồng đẹp ghê luôn á, to màu xanh à. Đây dâu Nhật nè, anh cũng to, chim nó gửi á. Này mày hư, dạo này á chim nó ăn nhiều lắm luôn, cái trái nào mà không bọc đó là bị nó gỉ hết trơn. Này to nè, trái bạch tuyết này như cũng hái được rồi, quá trời to luôn. Đó. Đây là anh đào nè, cái nào cho nó giống như trứng gà vậy, nó to. Hồi xưa, hồi xưa ra, hồi xưa. Khiến nó khiến hãy dùng nó trong biểu xin xin nha.
Lon hỏi nó ngọt không? Nó kêu ngọt. Nó ngọt mà Lon hỏi xong. Hả? Sao má? Sao má quay đâu? Nó kêu ngọt nhưng mà có cái mùi nó hơi khó chịu á. Tại vì cái anh cái bạch tuyết á, nó có cái mùi nó không có được thơm như anh đào đâu. Nó ngọt thì nó ngọt dữ lắm luôn á, nhưng mà nó không có thơm á. Nó kêu ngọt nhưng mà nó không có thơm. Ở bên đây cái thùng hết bên đây. Cái đây là kìa. Vô hương bơm nè. Hương bơm ăn nó không có ngon. Mà vô cái mùa dạo này trời ổng nắng á. Cái dâu của mình á ngọt lắm luôn, trái cây nó ngọt lắm luôn. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà phần dù xin lỗi anh ta. Cái thùng này mình không bị cái con cuốn chiếu nó cắn. Mấy cái thùng đây nó cũng bắt đầu rồi nè. Đẹp chưa? Ở đây cũng trái cũng to rồi. Hồi qua cái thùng đây. Thùng đây chín nhiều nè. Thấy to to không? Trái này cũng to nè. Chim ăn gỉ á. Mấy khơi người ta được. Sao vậy? Này, anh đào ở đây nó chín lần 4 năm trái luôn. Nè. Tao bảo phiếu. Bảo phiếu này sư. Nhưng nè đó. Nhưng người ta hình loạn của nó. Bà. Nó kêu sao mà nó mềm quá nè. Nó bóp cái nè. Nó sụp nước rồi. Rồi nó qua cái lún ở bên đây. Hái dâu xong rồi đi để nước tưới nước cho nó ha. Này, trái nè, nó bị bọng rồi. Ở bên đây cái lúa bên đây á, giờ nó mới ra bông đợt 2 cho nên là trái đợt 1 ăn hết, không có mấy trái hết trơn á. Giờ toàn là bông không nghe. Chứ mình trồng mà dâu sạch á, nhà Lon thì dân trồng dâu sạch thì không có thuốc men gì hết á. Dạo này mấy con gì đâu mà nó bay 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 đó, Lon lên bắt nhiều lắm luôn. Giờ nó chưa gặp. Nó gặp con cho mọi người xem là nó ăn cái lá nè. Cái lá dâu nè, nó cắn. Lon kiếm cái nó ở đâu không? Cho mọi người xem. Để biết cái con đó mà bắt nó cắn lá nè, cắn bông nè. Đó. Nó ăn lá nhiều quá đây. Đây nó đây nó đây. Cho cả nhà xem cái con này. Nó sẽ trồn. Cái con này. Nó đem nó cắn dâu nha. Thách sư sầu mẹ.
Em nó cắn dâu á, con đó, nó không phải thuộc dạng sâu mà nó không biết cái con nó con gì, giống như là không biết kêu con nó con gì luôn. Cái này ngọc trai nè đó, chính thống ngọc trai luôn, cái màu nó tái tái vậy đó. Ủa, nhân nhật nay chín mùi á, gờ cho cái trái nó cũng mềm lắm luôn. Ừ, nhìn đẹp quá không, hoa hồng Hạ Long bữa nay á cũng đẹp lắm luôn nè. Hôm bữa có cháu hỏi á, là cô ơi à, cái hoa hồng con thấy cô cũng có trồng á, cô chỉ con trộn đất trồng hoa hồng. Cái hoa hồng á à, mình trộn đất nó cũng giống như dâu tây thôi, trồng xuống cũng giống như dâu tây vậy đó, nó không có khác gì hết trơn á. Nói chung thì cái cách trộn đất của Loan á, trồng các loại cây rau trồng đều được hết, rồi tới khi mà cây mà lớn lớn rồi mình thêm phân vô cho nó ha. Đó, coi như bông hồng cũng vậy, nó cũng trồng nó cũng bỏ phân như vậy đó, rồi tới mà cây nó phát triển một chút cái lông bỏ thêm phân bò vô. Này, trái to nè, có cái trái đây nè, cũng đẹp lắm luôn. Dâu Nhật hôm nay à, lo hái dâu Nhật nhiều hơn là dâu anh đào. Cái trái này chưa chín rồi, đây cái dâu Hanna của Loan bị chim nó mổ rồi nè. Còn cái đây là cây một chai nè đó, cũng có trái dâu không, mình muốn thưởng thức nhiều một chút xíu về cái dâu Hanna chín được trái nha, không bọc với nó ăn. Mày hư rồi, dục đi. Mình chưa chín lắm. Này còn sót. Ướt luôn cái bông trái non. Ngoài một gỗ. Còn cái thùng bên đây thì con hái sắp hết rồi. Nó còn mấy trái mấy trái. Đó, cái máy bắt sâu rồi cái dâu mâm, cái mâm sâu của nó đỏ đỏ rồi, nhưng mà tao nghĩ nó chưa chín đâu hả, mới hơi hơi à. Ăn thử cái trái này rất là chín chua đó, quá, trắng này. chua 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 có chín, chua lắm. Còn bên đây hai trái nữa, nó quên nè. À, nó hái làm hột gỗ vô, anh nặng chịch luôn, tay cầm mỗi tay luôn. Các bạn, nho ne nó cơ cần. Ừ. Rồi, hái thấy dâu rồi nát bét luôn. Mấy cái gì? Nát rồi. Nó hái trái dâu mà nát bét luôn rồi. Đây này, chim nó ăn nè, cho hồi theo rồi rồi thấy dâu xong rồi nó sẵn lòng cũng đi thấy dao luôn nha. Ừ. Chỉ giống như là dao này là kêu dao bồ công anh nè. Chị thấy đa chị thấy hẳn đa chị đấy, sao chị đa chị đấy. Này nó hái ít dâu cải nữa ha. Nói trong đây nha, hái nó bên đây chị đây nha. Cái này cái củ cải đỏ ha. Đây củ cải đỏ nè.
để cho cải đỏ nó lên. Nhìn ngon không? Cái rau của Lan trồng á rất là nhiều sâu luôn, cho nên mọi người mà có không có trồng rau mà ra ngoài mua rau mà có sâu sâu gì á rất là an toàn cho sức khỏe, nó không có thuốc men gì đâu. Và dâu tây của Lan cũng vậy nữa, Lan hái ra cái trái nó đen 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 nhưng mà ăn rất là ngọt luôn. Còn Lan thấy họ bán trái nó rất là bóng sáng mà đỏ, nó là ửng mà tuyết thì nó trắng bóc luôn, nó không có chút chảy xước gì hết trơn. Rồi dâu thì Lan cũng bọc mà chứ đâu không bọc, nhưng mà kiểu mấy con chỉ nó đeo á thì tất nhiên nó phải đen rồi. Nhìn rất ngon. Rồi Lan hái thêm ít cây ngò. Wow, ngò này hơi già rồi, lên ngọng rồi. Đó, cứ không ăn á, cứ không ăn là để nó già thôi. Rồi Lan cũng xài ít rau xà lách nhật ha. Cái này người ta kêu bằng xà lách nhật nè. Cái xà lách nhật này ăn là phải tước lá nè. Rất là ngon luôn. Cái này mà gói rau sống thì cũng bánh chán rồi, hết sảy luôn. Đó. Wow, cái lá xà lách mà nó to nè. Trời, nó non quá. Quá trời đẹp luôn. Đây, Lan cho cả nhà xem mấy cây xà lách của Lan, nó to nè. Nó càng lên cao thì nó càng to. Đó. Rồi, Lan cho cả nhà xem hôm nay là bội thu của Lan nè, quá trời luôn, rau, rồi trái cây, hai loại xà lách, bồ công anh, cải trắng, rồi nhỏ ít cây ngò, đây là rau, đây là trái cây ở dưới sân thượng nè, đó ở dưới lầu đó, đó Lan hái đó, rồi dâu, thì ở dưới lầu Lan hái được mấy trái, rồi còn ở trên sân thượng nè, trời ơi, bữa nay hái nè, trái nào trái nấy nó to, bữa nay Lan hái trái to nhiều lắm luôn, rất là đẹp luôn. Tuyết cũng vậy nè, nhìn mê chưa, ham chưa, một gỗ nó một tay Lan xách không nổi luôn nha, quá trời luôn. Rồi hôm nay Lan cũng chia sẻ tới đây. Cuối tuần Lan chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người cuối tuần thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe. Lan tạm dừng video ở đây ha, hẹn gặp lại mọi người vào những cái video sau nha, bye bye.